Thưa quý vị và các bạn, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1994 tại Hà Nội, trải qua hành trình gần 30 năm, Liên hoan phát thanh toàn quốc đánh dấu trưởng thành cả về lượng và chất của những người làm phát thanh cả nước, thực sự là ngày hội tôn vinh những tác giả tác phẩm phát thanh tiêu biểu. Kỳ Liên hoan năm nay ghi nhận số lượng tham dự kỷ lục với hơn 500 tác phẩm của 86 đơn vị phát thanh truyền hình trên cả nước. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và công nghệ, thể hiện rõ sự sáng tạo, làm nghề nghiêm túc của đội làm báo nói chung. Đây là đánh giá của Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên của VTC. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin kính chào Tổng Giám đốc, xin cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn của kênh VTC1. Thưa ông, sự kiện Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin Tổng Giám đốc chia sẻ về ý nghĩa của chương trình với đội ngũ những người làm báo phát thanh. Có thể nói là Liên hoan phát thanh toàn quốc là hoạt động nghiệp vụ do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Lần đầu tiên thì được tổ chức vào năm 1994, lúc đó là tổ chức ở Hà Nội. Liên hoan phát thanh toàn quốc là ngày hội lớn, là dịp để những người làm phát thanh cả nước thể hiện tâm huyết, tài năng, trách nhiệm và cả những cái phẩm chất của người làm báo, biểu dương tôn vinh những tác phẩm, tác giả tiêu biểu của ngành phát thanh cả nước. Đây cũng có thể được coi là cái cơ hội để các đài phát thanh truyền hình ở 63 tỉnh thành trong cả nước chúng ta cùng nhau trao đổi về những cái xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, đồng thời là tìm ra những cách làm mới phù hợp hơn nữa với công chúng. Liên hoan phát thanh toàn quốc đã trải qua chặng đường gần 30 năm với 14 kỳ liên hoan, đánh dấu sự trưởng thành cả về chất lượng và cái khả năng của cái người làm phát thanh của cả nước cũng ngày càng được nâng lên. Thưa Tổng Giám đốc, chủ đề của Liên hoan phát thanh toàn quốc năm nay là linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên. Xin ông chia sẻ thêm về thông điệp này ạ. Có thể nói rằng nó bao hàm khá nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là với cái sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, phát thanh đã có cái sự chuyển đổi linh hoạt, cái cách thức sản xuất các cái chương trình, phương thức truyền dẫn theo một cái xu hướng là chuyển đổi số. Để chuyển đổi cái phương thức cách tiếp cận thính giả, tăng cường cái sự tương tác với thính giả để trở thành người bạn tâm tình gần gũi hơn với thính giả, và những người làm phát thanh cũng phải tự thích ứng để vượt lên đối với chính mình, đồng thời khẳng định vai trò của phát thanh trong cái đời sống xã hội. Chính vì vậy thì chúng tôi thấy là chất lượng các cái tác phẩm dự thi năm nay đã đầu tư nhiều cái công sức chất xám cùng với công nghệ, và nhiều tác phẩm thì đã có cái nội dung hay, có khá nhiều tác phẩm có cái tính sáng tạo và phản ánh được những cái vấn đề của đời sống xã hội, thể hiện rõ nhất như cái cuộc chiến chống Covid-19. Thưa Tổng Giám đốc, như chia sẻ vừa rồi, Liên hoan phát thanh năm nay được đầu tư công phu cả về nội dung và công nghệ, thể hiện rõ ràng sự sáng tạo của người làm phát thanh. Vậy những điểm nhấn đáng chú ý của Liên hoan phát thanh năm nay sẽ là gì thưa ông? Như các bạn đều biết, Liên hoan phát thanh lần thứ 15 năm 2022 diễn ra ở tại thành phố Hồ Chí Minh là một cái liên hoan phát thanh rất là đặc biệt. Khi nước ta vừa trải qua những cái tháng ngày chiến đấu với cái đại dịch Covid-19, và trong đó thì thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cái địa phương rất là nổi bật. Chính vì vậy, việc tổ chức liên hoan lần này đã được lãnh đạo đài chuẩn bị hết sức chu đáo với sự giúp đỡ của thành phố Hồ Chí Minh. Và vì vậy, liên hoan phát thanh ở tại thành phố lần này sẽ khẳng định được cái sức mạnh của chúng ta trong cái chiến thắng đại dịch. Thông qua những cái tác phẩm báo chí, đã có tất cả 63 đài phát thanh truyền hình của các tỉnh, thành phố trong cả nước và tất cả các đơn vị của Đài Tiếng Nói Việt Nam tham gia liên hoan. Số lượng 500 cái tác phẩm dự thi thì đây là một cái số lượng kỷ lục rất là cao so với các cái kỳ liên hoan trước đây. Năm nay các tác phẩm đã đi sâu phản ánh cái việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, các thành tựu kinh tế xã hội của đất nước, nhiều cái điển hình, nhiều những nhân tố mới và cả những các cái tác phẩm đậm chất phản biện trong cái đời sống xã hội,
Thì dấu ấn mạnh mẽ vẫn là những cái tác phẩm phản ánh cái cuộc chiến đấu chống lại cái đại dịch COVID-19 từ trung ương đến các địa phương được thể hiện rất là sinh động. Điểm mới trong cái liên hoan phát thanh năm nay là ban tổ chức quyết định tổ chức thi và trao giải cái giọng vàng nhằm phát hiện và tôn vinh những phát thanh viên dẫn chương trình phát thanh xuất sắc và trao giải cho hai thể loại là kỹ thuật dàn dựng xuất sắc và thể loại ứng dụng nền tảng số. Xin trân trọng cảm ơn Tổng Giám đốc với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn.